Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt tiên đoán của bàn phím trên máy Oppo F5 ha. Đầu tiên là bạn thường mở cho một tin nhắn là bạn sẽ chọn cái mắc kề đi. Thì các bạn bấm khoảng cách cho nó nhảy được chữ khác, khá là khó chịu đúng không? Nhảy nó ra chữ khác. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn tắt ha. Các bạn như một cài đặt nè. Như một bổ sung, nó có một bàn phím và phương pháp nhập. Thì hiện tại các bạn thấy cái mục mà bàn phím của mình đang là bàn phím tiếng Anh chuẩn của Oppo thì không có mục này. À, trong này có mục là nhập thông minh này. Nó có mục tự động sửa này, toán từ kế tiếp này, bạn tắt đi. Rồi. Thấy là ok rồi đó, bạn sẽ ra ngoài tin nhắn bạn nhập, tin nhắn lại nó sẽ không còn nữa. Ví dụ nếu mình thấy chú ý thứ hai là chữ sắc đây, nó cũng không còn là chữ sao nữa đó, nó vẫn sẽ là bình thường rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn cho mình tắt chế độ tin đoán thành công rồi, cảm ơn các bạn.